Các bạn thân mến, vào năm 2009, Mỹ và EU muốn đặt đường ống dẫn dầu từ Trung Đông đến châu Âu để giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga và đồng thời cũng làm suy yếu nền kinh tế Nga. Để đạt mục tiêu này, đường ống phải đi qua lãnh thổ Syria, nhưng chính quyền Tổng thống Assad lại thân Nga, bảo vệ quyền lợi của Nga và không cho phép điều này xảy ra. Vì thế, Mỹ đã tổ chức các cuộc cách mạng màu để lật đổ chính quyền Assad. Nếu điều này thành công, Mỹ sẽ đạt được hai mục tiêu một là xây dựng đường ống dẫn khí từ trung đông đến châu âu và hai là giành quyền kiểm soát năng lượng ở châu âu nga tất nhiên không thể để điều đó xảy ra nên họ đã can thiệp vào syria để cứu chính quyền tổng thống assad đang trên bờ vực của sự sụp đổ hoàn toàn nga đã đóng băng cuộc khủng hoảng ở ukraine bằng một thỏa thuận minsk sau đó nga đã bảo vệ thành công chính quyền assad tại syria tạo nên một cục diện địa chính trị mới có lợi tại trung đông và trên toàn cầu đây là một bước đi tài tình và khôn ngoan, là thắng lợi vĩ đại của Nga và Putin, uy tín chính trị của Nga tăng vọt trên thế giới. Và khi đó Mỹ và phương Tây mới giật mình, ngay lập tức dự án Ukraine được giáo diết thực hiện. Và kết quả là cuộc đảo chính Maiden năm 2014 đã diễn ra, lật đổ chính quyền hợp pháp Yanukovych, một người có xuất xứ từ miền đông Ukraine. Ông này sau đó phải chạy tị nạn sang Nga. Vào thời kỳ đỉnh cao năm 1993, sau khi tách khỏi Liên Xô, Ukraine có dân số lên tới 52 triệu người. Còn theo ước tính không chính xác hiện nay, dân số Ukraine chỉ vào khoảng 37 triệu người. Miền Tây Ukraine không thân nga, hay thậm chí còn có thái độ thù địch với nga. trong lịch sử, đây là khu vực đã từng hợp tác với phát xít Đức. trong khi đó vùng miền đông, từ phía đông sông Nipro đến hết hai khu vực Donetsk và Luhansk là vùng thân nga, dân cư chủ yếu là người nói tiếng nga. Do vậy tận dụng sự chia rẽ này, phương Tây đã đưa các lực lượng thù địch với Nga ở vùng miền Tây lên nắm quyền tại Ukraine. Phương Tây chỉ muốn biến Ukraine thành con tốt, chứ không muốn kết nạp Ukraine vào NATO để phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ngay từ năm 2007, Tổng thống Putin đã công khai đặt dấu mốc đỏ với NATO và bày tỏ sự không thể chấp nhận được trong việc NATO mở rộng về phía đông và triển khai vũ khí tên lửa ở gần biên giới Nga. Putin yêu cầu NATO phải cung cấp các đảm bảo và ngừng mở rộng, nếu không, Nga có thể buộc phương Tây dừng chính sách này bằng các biện pháp thích hợp. Tổng thống Putin cũng đã gửi bản soạn thảo an ninh đến NATO và yêu cầu Mỹ phải ký văn bản đảm bảo về việc này. Ông cho rằng Mỹ và phương Tây đã mắc sai lầm nghiêm trọng sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Liên Xô tan rã và Mỹ cùng phương Tây đã hứa rằng NATO sẽ không tiến về phía đông dù chỉ một inch. Lời hứa này, theo Putin, không chỉ là sự phản bội mà còn là một sai lầm chiến lược lớn. Nếu tổng thống Liên Xô khi đó, Mikhail Gorbachev, có quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của đất nước và không mải mê với giải thưởng Nobel hòa bình, ông ta có thể ngăn chặn sự thống nhất của Đức và sự gia nhập NATO của nước này. Tổng thống Putin cho rằng, sự thống nhất của Đức và việc nước này gia nhập vào NATO mà không có bất kỳ điều kiện nào là một sai lầm to lớn. Đồng thời, Liên Xô lại còn giúp quân đội khỏi Cộng hòa Dân chủ Đức một cách đơn phương đây là hành động phản bội và đầu hàng, mà như Tổng thống Putin gọi là sự giải giáp đơn phương. Mỹ, NATO và Liên Xô khi đó còn thỏa thuận hủy bỏ toàn bộ các vũ khí tên lửa tầm trung có tầm bắn từ 500 km cho đến 2.000 km bố trí trên đất liền. Điều đó có nghĩa là Liên Xô phải phá bỏ 1.843 quả tên lửa tầm trung, còn Mỹ và NATO thì chỉ có 843 quả tên lửa tầm trung khi đó. Như vậy là phần thiệt quá lớn thuộc về Liên Xô. NATO không còn bố trí tên lửa tầm trung trên mặt đất, nhưng điều đáng nói là họ vẫn bố trí nó trên máy bay và tàu chiến, như hai mũi dao sẵn sàng đâm vào Liên Xô, trong khi ở chiều ngược lại, Liên Xô lúc đó không có. Người Nga cuối cùng đã nhận ra vấn đề là với người Mỹ mọi thỏa thuận đều vô giá trị. Mỹ sẵn sàng ký nó rồi có thể sẽ bỏ như chưa có chuyện gì đã xảy ra, chẳng hạn như Hiệp ước Tên lửa Tầm Trung Nga-Mỹ, Hiệp ước Bầu Trời Mở, Hiệp ước START hay thỏa thuận hạt nhân Iran đã bị đơn phương xé bỏ không thương tiếc. Ở khía cạnh về đạo đức, thì Mỹ bị coi là một kẻ cháo trở, không đáng tin, là một người quân tử. Nhưng ở góc nhìn địa chính trị, thì có thể nói Hoa Kỳ là một con cáo giả thực thụ, không đơn giản mà nó đã giữ ngôi siêu cường số một thế giới suốt mấy chục năm nay. Chính trị đi liền với thủ đoạn, và với Mỹ thì nó có thừa điều này. Chỉ là kẻ nào ngây thơ, quá cả tin vào Mỹ thì sẽ trở thành vật tế thần cho nước Mỹ vì lợi ích của các ông chủ Hoa Kỳ. Điều này đã xảy ra với vô khối đồng minh hay chư hầu của nó, ví dụ như chế độ ngụy quyền Việt Nam, ngụy quyền Afghanistan, và sắp tới sẽ là chế độ ngụy Kiev. Có ai còn nhớ câu nói nổi tiếng của Tổng thống Putin được lưu truyền như một tư tưởng quân sự hiện đại? Đó là, nếu cuộc chiến không thể tránh khỏi, thì phải ra tay trước. Chính vì sự cháo trở của Mỹ vào phương Tây, cùng với việc dự đoán một cuộc chiến tranh là không thể tránh khỏi, nên tổng thống Putin đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vì sao nói là chiến tranh không thể tránh khỏi? Bởi vì hãy nhớ lại vào thời điểm ngày 5 tháng 12 năm 2021, tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho ngoại trưởng Nga làm việc với Mỹ và NATO để yêu cầu ký một thỏa thuận về bảo đảm an ninh cho hai bên. Nếu hiệp ước này được ký thì chắc chắn chiến tranh đã không xảy ra, chỉ có điều phương Tây đã phũ phàng từ chối yêu cầu của Nga phương Tây vẫn cứ mặt dày mở rộng về phía đông, tiến hành các cuộc tập trận, lập các căn cứ quân sự, bố trí vũ khí nhằm vào Nga một cách bất chấp, rồi thì người Nga một cách bất chấp, rồi thì người Nga thì cứ phản đối, cứ cáo buộc, còn Mỹ và NATO cứ mũ ni che tai, coi như không nghe thấy. Họ đã không chỉ tiến về phía đông một in như đã hứa với lãnh đạo Nga, mà thậm chí còn tiến về phía đông với đơn vị đo là cả quốc gia hai bản dự thảo hiệp ước bảo đảm an ninh của nga được tuyên bố công khai trên mạng internet đã gửi cho mỹ và nato có thể nói là một cơn chấn động địa chính trị toàn cầu nếu như các yêu cầu cơ bản của nga được phương tây thực thi thì chiến tranh tại ukraine đã không nổ ra phương tây đã đẩy nước nga vào thế không còn chỗ để lùi khi nato đã bố trí quân và tên lửa ngay trước cửa nhà và đặc biệt nguy hiểm khi nato đã vào ukraine biến ukraine thành một tên lính xung kích một căn cứ xuất phát tấn công cực kỳ lợi hại nhắm vào Nga. Thực tế, Nga là một đối thủ rất khó sơi với phương Tây về mặt quân sự, vậy nên Mỹ phải nghĩ ra một thứ vũ khí để có thể làm Nga tổn thương, đó chính là các cuộc cách mạng màu. Và NATO đã sử dụng vũ khí cách mạng màu để biến Ukraine từ một quốc gia láng giềng thân thiện của Nga thành một tên lính xung kích chống lại chính nước này. Ngay từ năm 2020, cũng bằng vũ khí cách mạng màu lợi hại, Mỹ và NATO đã suýt có thể biến Belarus trở thành một chế độ thân phương Tây, thay vì chính quyền của tổng thống Lukashenko thân Nga như hiện nay. Và đặc biệt là tại Kazakhstan, tình hình đã nguy cấp tứ mức. Nga phải đem quân sang để hỗ trợ nước này chống lại một cuộc cách mạng màu. Các cuộc biểu tình lớn tại Kazakhstan đã diễn ra vào tháng 1 năm 2022, bắt đầu với việc người dân phản đối việc tăng giá khí đốt hóa lỏng. Tuy nhiên, chỉ nhanh chóng sau đó các cuộc biểu tình đã lan rộng ra khắp đất nước và biến thành các hành động bạo lực. Các khẩu hiệu chính trị xuất hiện, những kẻ khiêu khích bắt đầu đập phá cửa hàng, đốt xe. Người dân xông vào các tòa nhà hành chính, các văn phòng của các công ty truyền hình. Sân bay bị phá hủy, các kho vũ khí của các sở cảnh sát bị cướp phá. Các phần tử cực đoan đã gây ra bạo loạn khiến quốc gia này rơi vào tình trạng giống như một cuộc nội chiến. Trong đó có hơn 20.000 phần tử đã được huấn luyện từ nước ngoài các phần tử này được truyền thông phương tây mô tả như là những người biểu tình ôn hòa nhưng thực tế đó là những kẻ phản bội có vũ khí để chống lại chính quyền hoặc là những tên khủng bố đang ra sức cướp bóc tình hình căng thẳng tới mức chúng đã toan tính chiếm sân bay quốc tế cũng như sân bay vũ trụ baikonur của nga tại kazakhstan lực lượng an ninh đã phải chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến này với nhiều người bị thương hoặc thiệt mạng lực lượng an ninh và quân đội kazakhstan phải chống lại hàng ngàn tên khủng bố cực đoan được trang bị vũ khí và huấn luyện chiến đấu. Bản chất của vụ việc tại Kazakhstan là hoạt động vũ trang cấp chính quyền của lực lượng khủng bố cực đoan, được hỗ trợ và huấn luyện từ bên ngoài, được tiếp tay bởi chính quyền cũ của cựu tổng thống. Xe cảnh sát đã bị phá hủy, hệ thống xe cứu hỏa và các dịch vụ y tế cũng bị cản trở. Tất cả các diễn biến này dẫn đến hậu quả là chính quyền nhà nước gần như sụp đổ, sụp đổ chỉ còn tính trong thời gian từng ngày. Trước tình hình nguy hiểm như vậy, Phương Tây không thể ngờ rằng Nga đã ra tay nhanh như chớp. Vào tối muộn ngày 5 tháng 1 năm 2022, Tổng thống Kazakhstan Tokayev chính thức yêu cầu ban lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể thực hiện điều bốn của Hiệp ước, đáp lời kêu gọi và yêu cầu của Tổng thống Kazakhstan. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể đã ngay lập tức triển khai lực lượng của mình đến Kazakhstan. Chiều ngày 6 tháng 1, lực lượng dù thiện chiến của Nga đã hiện diện và tham gia tác chiến ngay để giải phóng sân bay Amata đến ngày 7 tháng 1 năm 2022, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng một cầu hàng không đã được tổ chức để chuyển quân, bao gồm khoảng 70 máy bay vận tải hạng nặng của Nga. Tình hình lúc đó rất căng thẳng. Lính Nga phải ngủ trong hàng rào, đối mặt với các lực lượng khủng bố cực đoan bên ngoài, đang cướp phá và chiếm các kho vũ khí nhỏ của lực lượng an ninh quân đội Karakstan, các cơ sở của lực lượng an ninh quân đội Karakstan, các cơ sở doanh nghiệp Nga đặc biệt là các doanh nghiệp xe khách đã bị tấn công. Theo báo cáo, từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1, các chuyến bay diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm mà không có dấu hiệu dừng lại. Có một nghi vấn về việc tại sao Tổng thống Kazakhstan Tô ép lại yêu cầu thực hiện điều 4, trong khi quân đội Kazakhstan có gần 100.000 quân và lực lượng an ninh mạnh mẽ, có thể đối phó với 20.000 tên khủng bố như đã công bố. Câu trả lời là các cuộc đảo chính được thực hiện do sự hà hơi tiếp sức từ các lực lượng thù địch bên ngoài và sự phản bội của chính quyền cũ bên trong. Do đó, việc kêu gọi hỗ trợ là quyết định khôn ngoan, tỉnh táo nhất của tổng thống Tokayev. Đây là sự khác biệt lớn với cựu tổng thống Ukraine Yanukovych, người đã phải chạy tị nạn sang Nga sau cuộc đảo chính Maidan 2014. Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã có một quyết định rất nhanh nhạy đó là cho phép lực lượng an ninh và quân đội nổ súng vào những kẻ khủng bố ngoan cố không hạ vũ khí đây là quyết định có thể nói là cởi trói cho lực lượng an ninh và quân đội thế nhưng để hoạt động bình định của kazakhstan diễn ra trên quy mô lớn và ngay lập tức thì phải có sự hỗ trợ của nga điều này tạo ra sự hậu thuẫn cho quân đội và an ninh kazakhstan cho phép họ hành động quyết liệt hơn theo lệnh tổng thống và bắt đầu từ đây quân đội và an ninh kazakhstan đã nghe theo lệnh tổng thống thẳng tay nổ súng không chút do dự vào những kẻ khủng bố Hầu hết các nhà quan sát quân sự trên thế giới đều kinh ngạc trước quy mô cầu hàng không khổng lồ của Nga. Không quốc gia nào trên thế giới đủ khả năng thực hiện một cầu hàng không lớn và nhanh như vậy. Với ý chí quyết tâm cao và lực lượng tinh nhuệ thiện chiến, Nga đã hành động thần tốc, nhanh như chớp, kết thúc cuộc cách mạng màu tại Kazakhstan. Còn nhớ vào năm 2014 sau khi cuộc cách mạng màu tại Ukraine thành công, người Mỹ chắc mầm trong bụng rằng người Nga sẽ bị đuổi khỏi quân cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea các nhà thầu Mỹ đã sẵn sàng lên đường đến cựng căn cứ hải quân ở Biển Đen. Thế nhưng, đùng một cái, Krim đã trở về tay Nga trước con mắt ngơ ngác bất lực của Mỹ. Vào năm 2015, sau khi cuộc cách mạng màu bùng nổ dẫn đến cuộc nội chiến tàn khốc, thì thời gian đếm ngược của chính quyền Tổng thống Syria Assad chỉ còn tính bằng ngày. Phương Tây đã chuẩn bị thực hiện dự án nối đường ống dẫn khí từ Qatar đến châu Âu thông quan lãnh thổ Syria, nhằm cắt đứt sự độc quyền khí đốt của Nga ở châu Âu thì đùng một cái 26 quả tên lửa caliber của Nga, bay với khoảng cách 4.600 km đã bắn trúng đích tại Syria. Nga chính thức động binh tại đây và giúp chính quyền của Tổng thống Assad tồn tại và phát triển cho đến bây giờ. Nga quay lại Trung Đông trên vị thế của một người chơi lớn. Và bây giờ, đừng vội nghĩ rằng bạn đã hiểu hết những gì Putin đang suy nghĩ. Putin là một võ sĩ judo và aikido thượng thừa, không phải là võ sĩ quyền anh. Quyền anh chỉ nhắm vào đầu và mặt đối phương mà đấm trong khi judo và aikido là khi đã ngã xuống với nhiều người việt nam chúng ta khi nhắc về ukraine thì biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về một đất nước ukraine xinh đẹp với mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời với nhân dân việt nam nhân dân ukraine xô viết đã từng cùng các quốc gia khác trong liên xô đã giúp đỡ việt nam rất nhiều trong công cuộc đấu tranh và giải phóng dân tộc nhiều người việt nam đã học tập và làm việc tại ukraine điển hình như tỷ phú phạm nhật vượng Ukraine có lợi thế lớn về công nghệ cơ khí và máy móc. Vậy nhưng họ đã buông bỏ tất cả những thứ đó và trượt dài trong suốt 30 năm kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Đặc biệt là sau cuộc đảo chính Maiden năm 2014, Ukraine truyền thống như chúng ta biết đã không còn tồn tại, mà thay vào đó là một Ukraine mới với tư tưởng tân phát xít, thù địch người Nga, thù địch với chính lịch sử cha ông họ khi coi các hồng quân Liên Xô là kẻ xâm lược. Còn quân phát xít Bandera là anh hùng cứu quốc không những vậy ukraine mới còn có các hành động khiến người việt nam rất tức giận như để cho truyền thông nói xấu về lãnh tụ hồ chí minh xuyên tạc về cuộc kháng chiến chống mỹ của nhân dân ta dung túng cho các lực lượng tân phát xít đốt cờ của việt nam tất cả những hành động vô ơn và cực đoan đó chính là nguồn gốc cho thảm cảnh của ukraine hiện nay chương trình hôm nay đến đây là tạm dừng nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký chia sẻ và bấm chuông để nhận được các thông báo mới nhất nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau